Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng ATV đầy đủ, hệ thống chữ A, phanh dầu, ba bánh, phanh dầu trước và sau đầy đủ. Bánh thì sử dụng bánh -8 8 inch, hai bánh sau thì có chiều dày lớn hơn hai bánh trước, đường kính thì bằng nhau. Bánh sau là 10 bánh sau là 18 nhân 9.5 trừ 8, còn bánh trước là 19 nhân 7 trừ 8, thì hai cái bánh này đường kính là bằng nhau. Tuy nhiên thì cái chiều mỏng của bánh đằng trước là mỏng hơn. Đằng trước là 18 và đằng sau là dày 20 22, nó không chênh nhau bao nhiêu, nhưng cái kiểu của nó như vậy. Bộ này trang bị 4 giảm sóc, thương lái thì sử dụng thương lái to, đầy đủ phụ kiện chân phanh, chân ga, tổng phanh. Giảm sóc thì 4 giảm sóc kép và có các cái u đỡ gối các thứ là đầy đủ, u trước u sau rất là đầy đủ. Đấy, 4 cái u đằng sau và 4 cái u đằng trước. Tổng phanh đằng sau thì có khóa phanh cơ riêng. Trục này vẫn là trục 1m05, thì các bạn lắp lên thì nó tương đương với lại cái xe khoảng 1m2, 1m15 gì đó, tầm đó. Chi tiết thì các cái thứ thì vô lăng thì vẫn là đường kính 30. Đấy là form bình thường. Các bạn có nhu cầu cái vô lăng to hơn thì bên mình có cái vô lăng 35 nữa, và vô lăng chất hơn loại vô lăng này nữa đều có. Ở đây là một bộ tương đối nhìn là rất là đẹp. Có phanh đĩa đằng trước đằng sau rất là chuẩn. Các bạn mua bộ này nếu như cần làm vi sai thì bên mình sẽ làm vi sai cho các bạn riêng. Còn bình thường nó sẽ là trục cô cát bình thường, trục thẳng. Đấy, nó dễ làm. Trục thẳng thì nó khỏe. Khi các bạn neo đồi, neo dốc, đi đường lầy và đi đường cát thì nó rất là khỏe. Đường đồi cỏ. Đấy, thì đi trục cô cát là một lựa chọn rất là chuẩn. Còn khi các bạn đi đường bằng với lại đi đường bê tông hoặc đường nhựa thì các bạn nên sử dụng loại trục có vi sai, hoặc là chế cái trục này thành vi sai thì đi nó êm ái hơn rất là nhiều. Sau đây thì mình sẽ quay chi tiết những cái phụ kiện của nó cho các bạn xem. Đây là cái phần đằng sau. Đấy. Cái giảm sóc của nó đây. Giảm sóc là số kép. Cái này thì cũng tùy từng thời điểm thôi. Bên mình sẽ trang bị cái giảm sóc theo từng thời điểm. Thì có lúc thì giảm sóc kép, thì có lúc thì mình sẽ đưa cho các bạn cái giảm sóc lò xo đơn. Lò xo đơn nhưng cái đường kính lò xo nó lớn, cho nên các bạn cứ yên tâm về cái độ cứng của nó là hoàn toàn chất lượng ngang nhau. Đây, cái giảm sóc của nó là chiều dài là 32 cm này. Đấy, có đồ xích đầy đủ. Xích này thì dùng cho các loại dòng xích xe máy 110, được gọi là xích 428. Nếu như các bạn dùng động cơ thì nó có loại xích 420 nữa. Cái bát phanh này là cái đĩa phanh này là đĩa phanh lớn loại 180. Cái củ phanh dầu này thì nó là củ phanh đằng sau này. Thì ngoài cái phanh dầu bình thường thì nó trang bị thêm cái chức năng là phanh cơ. Phanh cơ khi mà các bạn đỗ dừng thì các bạn có thể dùng dây kéo vào đây, nó cũng như cái dây phanh cơ của xe máy bình thường thôi. Thì các bạn cần thêm trang bị thêm cái phanh tay khi dừng đỗ. Đây là cái Meyer. Meyer này thì Meyer ba ốc. Đấy, Meyer ba ốc này thì
có các cái kích thước là theo cái tiêu chuẩn của nó, là dùng cho các bánh từ -6 đến -8. Cái này là tim ốc là 7,8 cm. Tiếp theo thì đến cái đường kính bánh xe, thì đối với cái bánh trước của bộ này là đường kính là 45, nếu mà đo phủ bì thì nó khoảng 45 đến 46, và cái chiều dày của cái lốp bánh trước này là 18. Đây, 18 cm. Đấy, là đối với bánh trước. Bánh sau thì mỏng hơn một chút, bánh sau thì dày hơn một chút. Đường kính thì vẫn là 45 thôi, còn chiều dày của nó là 20 cm. Đây, chiều dày của bánh sau là 20 cm. Đường kính vô lăng thì vẫn trang bị vô lăng 30 cm. Trục sau này, trục sau là trục 1 mét các bạn nhé. Đây, 1 mét tròn này. Đấy, trục sau mét 1 mét tròn, thì khi các bánh, các bạn lắp bánh lên thì nó sẽ âm một nửa thân lốp vào trong như thế này. Đây, các bạn lắp bằng bích vào thì nó sẽ có 10 cm ở trong và 10 cm ở ngoài. Vì vậy khi các bạn lắp bánh lên thì nó sẽ tương đương với khoảng 1m17, gần 1m2. Đấy, gần 1m2, khi các bạn lắp bánh vào là khoảng gần 1m2. Phần đây là phần đằng trước này. Phần đằng trước thì mình trang bị cho các bạn một cái thước lái lớn. Thước lái thì có một đợt thì nó màu trắng, có đợt màu đen. Thước lái này có tổng chiều dài là 47 cm, tính từ đầu thân ốc. Đây, các cái phụ kiện này. Còn cái tai này thì nó là tai để bắt vào cái bộ chữ A đây. Đấy, hai cái chữ A như này chẳng hạn. Tuy nhiên thì tùy theo cái chiều rộng của cái cầu sau thì cái tai chữ A là nó sẽ không phù hợp, thì các bạn phải cắt đôi này ra. Các bạn hàn thì để các bạn bắt vào cái đầu này, còn một đầu thì các bạn hàn vào khung. Thì đấy là cái phần phụ kiện của cái tai chữ A. Tất cả những cái đồ này thì đều có ốc đi kèm hết. Đấy, thì ở đây mình không bỏ ra cho nó rối cái bộ của mình. Đằng trước thì vẫn sử dụng phanh đĩa, đường kính phanh đĩa này là 130 mm. Đây, đây là giảm sóc phần dưới này, chữ A này. Đây là cái tổng phanh của nó này. Tổng phanh này là tổng phanh cho tổng phanh kép, nó dùng cho 3 đến 4 bánh. Đấy, dùng cho 3 đến 4 bánh đều được. Nếu như các bạn làm 4 bánh thì các bạn có thể bắt thêm vào đây, hoặc các bạn có thể chia cái tê dây đằng sau ra thành 2 cũng được. Củ phanh dầu đằng trước đây. Đấy, củ phanh dầu thì để bắt vào cái tai này. Đấy, đây là cái tai này. Đây, cái tai này các bạn bắt vào đây. Đấy thì tổng thể của một cái bộ này nó là như vậy đấy. Thì ốc vác thì mình sẽ đưa đầy đủ theo bộ. Các bạn có nhu cầu thay đổi một số thứ thì bên mình đều bán lẻ hết. Các bạn cứ lựa chọn mua bánh riêng hay là đổi bánh hay là kiểu gì thì bên mình đều có cả. Các bạn nhớ đăng ký video kênh của mình để xem những video mình mới đăng. Và bật cái chuông thông báo lên thì khi mình làm video mới thì các bạn sẽ nhận được những cái thông báo ngay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Ngoài ra thì các bạn mua thêm trục cầu V-Sign thì bên em rất là nhiều nhé. Trục GoCat này, trục cầu, trục V-Sign này, xăng để điện này, là rất là nhiều. Đây,
trục cầu vi sai này, các loại dài ngắn đều có hết nhé. Đấy, các bạn nào có nhu cầu mua thêm cái món gì khác thì liên hệ với bên em nhé. Đây là các cái dòng tambua để thay thế này, rất là nhiều. Tambua 180, 160, 130, 200, 4 ốc, 5 ốc đều có. Cầu xích này. Đây là bánh xe nữa đây anh em này. Bánh xe rất là nhiều này. Đấy. Các loại luôn anh em có thể tha hồ lựa chọn này. Các bạn chế xe gì thì lựa chọn thoải mái nhé. Đây là các loại bánh xe. Đây. Loại bánh trừ 7 này. Đây cái la răng này. La răng dòng xe như dòng xe Maybach luôn nhé. Đấy, đời hot nhất bây giờ. Còn nhiều mẫu la răng nữa cơ. Giờ các bạn mua cái gì thì cứ liên hệ để mình chụp, chứ mình cũng không quay lên được nhiều quá được. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.